Yay! Giờ ăn đến rồi. Chờ chút nào, chắc chắn là còn thiếu thứ gì đó. Món mứt ngon của mình này, mình mê cái này lắm lắm. Cái nắp này kẹt rồi. Này, David ơi, tớ cần ai đó khỏe mạnh giúp tớ một tí. Hả? Ai đó khỏe mạnh á? Chả, chắc là tớ rồi. Này, sao thế bồ? Cậu mở dùm tớ cái lọ này nhé. Được chứ, tớ có thể giúp cậu. Này, cầm cục tạ giúp tớ một phát. Tớ cứ tưởng phải nặng hơn ý. Chà, nó cứng hơn đấy nhỉ. Mở nào lọ, mở ra coi. Ok, đợi tớ chút. Cái lọ này là mình trông yếu đuối quá. Này, nãy giờ ổn không? Cậu mở được cái lọ chưa? Hả? Thì chuyện này kỳ lắm, tớ vẫn chưa mở được ấy. Khoan đã, hình như có người gọi tớ. Xin lỗi nhá, tớ sẽ quay lại ngay. Ok, cậu ấy không nhìn mình, chạy lẹ. Ok, mình an toàn rồi. Đổ lọ ngu ngốc, mày làm tao giống thằng ngốc quá. Mà đợi chút, băng keo. Đáp án ở đây chứ đâu. Mình sẽ dán chút băng dính lên nắp như vậy. Phải chắc chắn là nó đã dính thật chặt nhé. Giờ kéo này, thôi nào. Tuyệt, mở được rồi này. Mình đúng là thiên tài. Cậu ấy kìa, tuyệt, mình đói meo rồi. Này, xin lỗi cậu nhé, nhưng tớ mở được rồi này. Để tớ mở nốt cái lọ này cho cậu nhé. Wow, sao mà cậu làm đỉnh thế hả? Xì, có gì đâu mà. Muốn lành mạnh là phải uống sinh tố rau xanh nha. Bà thích nhất dưa leo luôn. Màu xa lánh xinh phết nhở. Các cháu có muốn uống sinh tố của bà không nào? Cạn ly nhé cháu yêu. Tốt cho sức khỏe lắm đấy. Cái này uống được sao? Có khác gì xa lát nước đâu bà. Còn cảm ơn bà. Uống ngon nhé. Mình không muốn uống tí nào cả. Còn chả lạnh tí nào mới ghê. Cứ như máu người ngoài hành tinh vậy. Khiếp đảm quá. Tụi bạn mình thế nào cũng tin sai cổ cho xem. Ủa, chờ chút nào. Hay là tận dụng cái này để đùa mọi người chút nhở. Xin giới thiệu với quý vị những ngón tay vô hình. Biến đâu hết rồi này. Thế nào cũng lên trending cho xem. Món sinh tố đáng sợ của bà ngoại đỉnh của chóp thật. Cháu yêu ơi, ngón tay của cháu đâu? Biến đâu mất rồi? Bà phải gọi bác sĩ thôi. Nhìn hài chưa này mọi người. Ủa, bác sĩ làm gì vậy ạ? Bác sĩ nhìn tay cháu nó kìa. Là TikTok thôi mà bà ngoại. Đây ạ. Đây là vụ hiểu lầm TikTok thứ 3 trong tuần này rồi đấy. Sao cháu lại chơi cái trò này chứ? Đúng là đứa cháu trẻ trâu của bà. Mình khát khô cả cổ rồi. Có cái gì để uống không mọi người? Chán, còn mỗi chai rỗng thôi. Ủa, cậu lấy đâu ra thế? Tớ cũng thích món nước ép đó lắm. Cho tớ ức một miếng nhá. Không, tự lấy mà uống. Đồ keo kiệt. Thế thì mình sẽ dành hết cả đống này. Chuẩn, của tôi hết. Sao cậu ta lại bủn xỉn đến vậy chứ? Hay là mình dạy cậu ta một bài học nhở? Mình chỉ cần cái ống nhựa này thôi. Hãy nhét nó thật chắc vào cái ống hút nha. Giờ bắt đầu cuộc vui thôi mọi người. Cái ống hút đã được cố định rồi này. Ê Lily, cậu muốn xem ảo thuật không? Cái gì vậy? Tớ hút nước từ tay này sang tay kia đó. Chờ đã, cậu làm được thật sao? Làm gì có chuyện đó? Cậu lừa tớ đấy à? Giờ tớ phải gội đầu lại rồi. Đáng đời cái đồ xấu tính nhá. Đang ăn trưa và tám chuyện ư? Không thể tin là cô ấy lại làm vậy. Đúng đó. Tớ sẽ xem thử là có đúng thế không. Cậu
cậu không thèm rửa tay à? Cơ mà cô ấy còn nói gì nữa? Mặn quá. Ai đó mang cho cậu ấy khăn ăn với. Cô ấy làm vương dầu mỡ khắp nơi rồi. Không, cô ấy sẽ không. Đừng bôi lên tóc chứ. Này, sao thế? Ôi, kinh quá đi mất. Vì không có khăn ăn ở đây nên cậu phải sáng tạo lên tí nè. Đây này. Sao mà mình không nghĩ ra mẹo này nhỉ? Giờ khỏi phải dùng ngón tay để bóc nữa rồi. Tiện quá đi mất. Tớ cũng làm cho mình một đôi luôn nè. Khi nhắc đến việc ăn uống thì mỗi người có một cách ăn khác nhau. Đầu tiên là khoai tây chiên, rồi đến burger. Cái này sẽ ngon lắm đây. Miếng đầu tiên luôn là miếng ngon nhất đó. Dĩ nhiên, trừ khi là vấn đề này xảy ra. Nhưng bạn hoàn toàn có thể ngăn được mà. Xem thử này. Lần sau, khi bạn chuẩn bị ăn miếng đầu tiên thì hãy nhìn xung quanh trước. Chiếc burger vẫn còn nguyên vẹn nè. Nhìn bên trong túi. Thứ chúng ta đang tìm đây rồi. Thật tốt khi bạn không vứt cái cốc giấy đó đi. Vì nó sẽ cứu bạn đấy. Chỉ cần để burger vào trong thì mọi thứ sẽ chẳng bị lộn xộn khi bạn cắn nữa. Ngon quá. Eva, hãy kể về sự thông minh của bạn cho cả thế giới đi gái. Cô ấy đúng là thiên tài. Việc này sẽ được ghi vào sử sách. Trí tưởng tượng bay xa cũng đâu có sao nhỉ. Đã đến giờ ăn vặt và lướt Instagram rồi. Đúng là một sự kết hợp hoàn hảo nhỉ. Này, sao không thấy gì cả vậy? Khoai ở dưới đáy bịch rồi. Ít nhất thì cũng phải lấy được một miếng chứ. Thôi nào, với tới đi. Và tất cả những gì mình có chỉ là vụn. Đến lúc phải đấu tranh rồi. Đây là Kevin và túi khoai tây khó chịu của cậu ấy. Và xem ra trận đấu này đang không cân sức. Được rồi ngài khoai tây, tôi sẽ đấm cho ngài trồi lên trên. Được rồi này. Dĩ nhiên rồi. Tất cả những gì bạn cần làm là đẩy từ đáy, tiếp tục cho đến khi khoai trồi lên trên. Ngon mắt quá đi mất. Những ngày lộn xộn đã dần kết thúc. Boom, chẳng còn vấn đề gì về khoai tây nữa cả. Giờ coi điện thoại tiếp thôi. Tiếng sột soạt đó là gì vậy? Mình có nên đi lấy găng tay boxing không? Mình muốn ăn chiếc sandwich này quá đi. Tuyệt, đúng món mình mong chờ bấy lâu nay rồi. Tự nhiên đói bụng quá ta. Wow, cái bánh kẹp đấy trông ổn áp phết. Chuẩn, phải chén thôi bà con. Ê gái, bánh của cậu trông ngon dã man. Cho tớ một miếng với nha. Xin lỗi cậu, tớ muốn ăn hết cả cái cơ. Rồi, ăn đi, đồ ích kỷ. Không biết trong tủ lạnh có món gì không nhở? Eo, nhìn thấy ghê quá. Chẳng có gì ăn được hết. Cơ mà, có khi lại được nha. Chỉ cần một cái vỏ trứng thôi. Đúng thế, phải thử mới biết có thành công không. Tớ cho ngón tay vào trứng rồi. Ngon lành, triển nào. Nhìn này gái, bé trứng này đang nở á. Cái gì, cậu bị ảo ma cả na đây à? Trời đất, thần linh ơi. Wow, cậu ấy chạy nhanh như vận động viên luôn. Mình trộm cái đĩa này luôn đây. Chuyến này thế nào cũng đỉnh của chóp cho xem. Cậu đã sẵn sàng tham gia cuộc phiêu lưu này chưa? Tớ đang hóng đến lúc tụi mình nướng marshmallow lắm luôn. Ôi, vui quá xã là vui. Nghe cũng vui phết nhở.
Và thời tiết thì cứ là xịn sò nữa. Rồi, cậu nói đúng. Ủa khoan, sao tự nhiên tối thế? Không còn nắng nữa rồi gái ơi. Chán thật, thế là hết chơi với bời gì luôn. Ồ, chồng cậu ấy buồn chứ kìa. Mà này, tụi mình vẫn còn bịch marshmallow nè. Tôi có thể cứu nguy chuyến đi chơi của tụi mình phần nào đấy. Bước 1 nè, xiên que mấy cục kẹo dẻo. Rồi đặt hai ẻm lên máy nướng bánh mì. Giờ tụi mình bắt đầu nướng thôi. Nhớ phải xoay đều để không cháy nhé. Trông có vẻ ngon lành rồi đấy. Xem tớ có gì nè. Ôi đỉnh thế, sao mà cậu nướng được hay vậy? Marshmallow nướng, đúng món tớ thích rồi. Phải nếm một miếng mới được. Ngon quá đi. Xịn sò, mềm với ngọt lắm á. Tớ thích chương trình này lắm. Không tin nổi cô ấy sắp hôn người khác dù đã có bạn trai luôn đấy. Chuẩn luôn, thể nào cũng có drama sùm cho xem. Chờ đã, khoai tây chiên đâu hết rồi? Jennifer, cậu ăn hết rồi à? Giữ cái tô để tớ đổ thêm nào. Còn một miếng. Chiến, cái gì? Cậu cứ như quái vật ăn vặt không thể kiểm soát được mình ấy. Phải còn bim bim đâu đó chứ. Đây rồi. Cũng trống không. Có gì trong này đây? Snack dinh dưỡng à? Thôi, không thèm. Còn gì nữa không ta? Gì đấy chứ? Một mẩu bánh mì hả? Ghê quá. Chắc tủ lạnh vẫn còn đồ ăn. Chả có. Cũng không. Chỗ nào cũng trống rỗng hết. Vài lát phô mai nè. Mèo mó có hơn không? Bóc vỏ bọc ra nào. Annie đang mở phô mai lát ra sao? Ôi, đúng là thế rồi. Chắc cậu ấy sắp ăn luôn rồi. Món snack đó dở lắm. Và đấy chính là lỗi của mình. Chờ đã, Annie. Hãy lấy vài lát phô mai và cắt thành miếng nhỏ. Giờ, hãy cho chúng vào đĩa rồi để vào lò vi sóng nhé. Giờ hãy để lò vi sóng thực hiện phép thuật vi diệu thôi. Cậu định làm gì á gái? Tin tớ đi, sẽ được mà. Và xong rồi, đã đến lúc tận hưởng món snack ngon lành rồi. Oh wow, mấy miếng phô mai này trở nên giòn tan luôn rồi này. Tớ chọn miếng này. Cậu nói đúng quá Jennifer ơi, ngon quá luôn đó. Chà, quái vật ăn vặt đương nhiên là sẽ biết cách làm những món snack ngon mà. Giờ là của tớ. Đói quá thể, hóng đồ ăn vặt qua đi. Yay, giờ ăn vặt tới rồi, ngon lành. Đến lúc thể hiện kỹ năng cầm đũa rồi nè. Sushi ăn ngon dễ sợ. Cẩn thận đấy. Chán quá. Mình chẳng biết cầm đũa. Có khi nếu mình cúi lại gần sushi. Không được luôn. Để thử cả hai tay nào. Được rồi. Không, bắt lấy đi. Sao ăn sushi mà vật vã thế này quá không biết. Thật không công bằng. Nghe này Jennifer, tớ sẽ giúp cậu. Nhưng tớ cần ống hút của cậu. Tớ sẽ lấy đũa và đẩy một nửa đũa vào trong ống hút. Giờ đưa chiếc còn lại vào đầu kia. Được rồi đây. Giờ gập ống hút làm đôi. Và xong. Đôi đũa mới dễ dùng hơn đã sẵn sàng. Oh wow. Để thử xem nào. Đến đây là cuộn sushi bé nhỏ. Ôi, được nè Annie. Nhìn này. Miếng sushi này ngon quá. Không có gì. Giờ nhân lúc nàng ấy không nhìn thì tạm biệt nha. Đồ ăn trộm sushi kia. Quả cam thơm chưa này. Giờ làm chút nước cam tươi nào. Sao bóc khó thế nhỉ. Nóng quá. Nghỉ xíu đã nào. Quạt sẽ tiếp thêm sức mạnh cho mình. Mát lạnh luôn. Rồi, mát rồi. Thử lại lần nữa nào. Bắt đầu. Và thật bất công. Annie có nước ép lạnh. Trông ngon quá. Không không không. Hết mất rồi. Jennifer, cậu đang nhìn gì đấy? Với tốc độ này mình sẽ chẳng bao giờ có nước ép mà uống. Tớ đang thử vắt cam lấy nước nhưng khó quá. Đã hiểu rồi.
trà, tớ giúp cậu được đấy. Trước khi cậu cắt vào bát cam, hãy lăn nó đã. Dùng lực vừa tay để lăn trên bàn, cam sẽ khác lắm cho coi. Sao lăn cam lại giúp tớ vắt nước? Dễ lắm. Đặc biệt, nếu cậu có những cái ống hút như thế này. Và chỉ thế thôi, cậu đã tự làm món nước ép ngay từ quả cam tươi rồi. Ngon quá. Oh wow, cho tớ thử, tớ muốn nước ép. Tuyệt vời ông mặt trời. Nước ép ngon nhất trên đời. Đã từng thôi. Kẻ trộm. Lily, cậu mua bim bim đấy à? Nào, có phải của cậu đâu mà sớ dớ. Đúng là đồ keo kiệt mà còn tham ăn. Ừ đấy, rồi sao? Đố cậu nhìn thấy tớ đấy. May là cậu ấy không nghe thấy mình. Mình đúng là thiên tài mà. Đứng quay qua đây. Hả? Bịch bim bim của mình đâu rồi nhỉ? Chắc chắn là Jared đã trộm mất rồi. Cậu ấy đoán chuẩn đấy. Xem tiếp nào cả nhà. Các thủ thuật cực hay ho với đồ ăn đang tới đây. Phết Nutella lên bánh mì nè. Còn gì ngon hơn được chứ? Một chút kẹo sẽ giúp miếng bánh càng xịn hơn. Không bao giờ là đủ sô-cô-la luôn ấy. Hết sảy. Thêm nhân cho cái sandwich này nào. Ngon thật sự. Cái bánh này ngon nhất trên đời luôn. Nhưng mình vẫn chưa nói. Lily, bố đã bảo sao về cái bánh kẹo rồi con? Mỗi lần ăn một ít thôi. Hay ăn một chút rau nhá. Dạ không bố ạ. Rau tốt cho sức khỏe hơn mà. Con đang tuổi ăn tuổi lớn đấy. Sau này con sẽ biết ơn bố cho xem. Con không nghĩ vậy đâu ạ. Mình cứ như chú thỏ đang gặm rau ấy. Nhưng bố đâu biết mình giấu kẹo. Đường này bà con. Nhưng mình lo quá. Lỡ bố thấy thì toang đấy. Hoặc mình có thể xin bố. À, mình nghĩ ra rồi. Lấy một lát bánh mì và dùng ly để tạo một lỗ trên bánh, như là khuôn cách bánh quy ấy. Làm tương tự với những miếng trong bịch. Giờ bạn có thể đổ kẹo vào rồi. Giấu kẹo chỗ này là chẳng ai biết luôn. Và nhớ che một miếng lên trên nhé. Bố quay lại rồi kìa. Ngon hơn hẳn đúng không nào? Cứ như ăn đất đấy ạ. Kỉnh quá. May mà mình vẫn có kẹo ngọt. Đây mới là chế độ ăn uống lành mạnh dành cho mình nè. Sao mà làm hết đống này được đây nhở? Được rồi, mình hiểu chỗ này nè. Cái bút chì dở hơi nè. Chán hết cả người. Mình không hiểu mình đang làm cái gì luôn ý. Ít ra thì ly cà phê này cũng mạnh quá trời. Thôi, tập trung nào. Ủa bà con, mình biết đáp án của câu này nè. Để tính xem. Chắc đáp án là B rồi. Uống thêm cà phê thôi. Tỉnh cả người luôn. Mặt mũi mình díu hết cả vào rồi. Mình không có thời gian để mệt đâu. Phải mở mắt ra. Bài của mình ướt sũng luôn rồi. Toang cả rồi. Tại mình hậu đậu quá. Uống thêm cà phê nào. Sao lộn xộn vậy trời? Cậu đổ cà phê lên bài tập đấy à? Khổ thân chưa? Ước gì tớ giúp được. Cơ mà, tớ giúp được đó nha. Đưa ly đây cho tớ. Nắp hộp bim bim của tớ vừa như in luôn nè. Khỏi lo bị đổ cà phê nữa nha bạn mình. Làm tiếp thôi. Đừng. Cà phê không đổ nữa rồi. Lily vừa cứu mình một màn thua trông thấy luôn. Còn giữ ấm nữa nè. Ước gì cậu ấy giúp mình được học giỏi hơn nữa thì hay nhở. Mì thơm quá đi mất. Quá nóng.
lưỡi của mình. Cho tớ uống nước này nhé. Của tớ mà. Đồ hâm nè. Cái này còn chưa nguội nữa mà. Điều hòa hỏng rồi hả ta? Cái này cũng được. Đừng có động vào đồ không phải của cậu. Tớ có ý này thông minh cực. Nhưng trước tiên, băng dính xuất chiêu đây. Chỉ cần chút băng dính là tớ đã có thể tạo hệ thống làm mát đặc biệt. Vài nút thắt ở đây nữa là xong. Muốn xem cách nó hoạt động không? Quạt sẽ giúp làm nguội mỗi miếng mì thế này. Tớ thử với. Không đời nào. Vậy tớ sẽ uống thứ nước nhạt thích này. Mà chả còn tí nào luôn. Này Brian. Ôi chào. Muốn phụ tớ chuẩn bị cho bữa tiệc không? Dạ không chứ. Wow. Tớ hơi say sẩm mặt rồi. Không, quay lại đây nào. Không thể nào. Có ai đó đang không muốn quẩy rồi. Tớ sẽ tìm lại quả bóng. Của nợ này ủ ở đây bao lâu rồi? Và câu chuyện là thế đó. Wow, xem nè. To hơn cả tớ. Muốn chơi nhạc tí không? Tớ nên luyện tập thêm. Sao mà lại có giấm ở trong này nhỉ? Và cả muối nở nữa. Dị thật. Bóng đây rồi nè. Ok, quay lại việc chính nào. Tớ kiệt sức luôn. Chỉ cần tí nước đường nữa thôi. Này, muốn thử nghiệm không? Hãy lấy một chai rỗng và đổ ít muối nở vào. Nhiêu đó là đủ rồi. Và đổ chút giấm vào. Rồi lại thêm chút muối nở nữa. Rồi đổ nước đầy nửa chai. Chụp bóng bay vào miệng chai. Và như thế thôi là bạn đã có cho mình một trợ lý đắc lực rồi. Sau đó lấy ra vừa đủ lúc luôn nè. Wow, sao phải phí thời gian làm gì nhỉ? Mấy quả bóng sẽ phồng được một lúc lâu đấy. Tớ nghĩ mình sẵn sàng quẩy rồi đây. Cậu đang xem gì vậy Brian? Trò chơi bắt đầu rồi kìa. Ok, mình muốn ăn một tí hơn là xem cái đó. Có gì ngon quanh đây không ta? Trúng mánh rồi. Lúc nào mình cũng thèm ngũ cốc. Mình chỉ cần một cái bát. Cái đống gì thế kia? Kinh quá. Này, một cái bát. Chưa đã. Thế là không dùng được nữa rồi. Mình ăn luôn từ hộp được không nhỉ? Đàn hộp nằm phẳng ra thế này. Rồi cắt một hình vuông ở trên đầu. Tuyệt. Khi lấy cái miếng ra, bạn đã có một cái chén luôn rồi. Cái bình đựng này cũng ổn kia đó. Nhìn ngon thật. Đừng quên thìa đấy. Này, cậu tự làm luôn đó hả? Và cậu biết cái gì tuyệt nhất không? Không còn lo đĩa bẩn nữa. Ở đây chẳng có gì. Khoan. Vòng quay, cậu quay đi. Kẹo gấu dẻo. Cứ tưởng đây là một thử thách. Thích quá đi. Nhìn thèm quá. Của tớ hết. Ơ kìa Annie. Phải chia nhau chứ. Không nói chuyện, đang ăn mà. Đưa cho tớ. Này, không công bằng. Tin tớ đi, tớ có một kế hoạch. Mày sấy tóc hả? Cậu bị ấm đầu à? Yeah, vẫn hoạt động. Xem đây. Ôi trời. Gần xong rồi. Voilà, súp kẹo dẻo. Cậu đúng là thiên tài. Nhưng tớ có trò này còn hay hơn. Hay hơn cả súp kẹo dẻo á? Ta-da. Nhũ á? Nhưng mà cậu định làm gì với nhũ? Từ từ, nhũ bay. Cũng thông minh phết đó.
tôi sẽ khuấy đều lên. Kết quả mỹ mãn luôn nha. Đổ vào chai nhé. Dùng cái phễu này. Giữ chắc nè. Cứ rót đi, nó đặc chứ kìa. Đó, đầy rồi, phải dọn dẹp đồ bẩn đi đã. Người đâu? Cảm ơn cô chủ. Nước của cô đây ạ. À. Tôi sẽ bỏ chai này vào đá. 1, 2, 3. Xong rồi, đập hộp thôi. Lấp lánh chứ kìa. Mà còn thơm ngon nữa, thử đi. Tớ sốt ruột nãy giờ rồi. Chuẩn không cần chỉnh. Tớ sẽ quay vòng quay. Không, tớ chứ. Tớ. Để xem. Còn lâu nhá. Tớ. 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 Bỏ ra. Cậu làm vỡ bây giờ. Chóng mặt quá. Lẽ ra cậu nên xoay nó. Tớ không thích ớt đâu. Quay lại nhá. Ok. Làm gì có cửa chứ. Thôi làm đại cho xong đi. Cậu có thấy không? Thêm gia vị cho trò chơi nào. Wasabi trước nhé. Phí hết cả mật ong. Tiêu cũng không tệ lắm. Hết chịu. Hai loại tương ớt. Có hơi nhiều không? Tớ bắt đầu thấy sợ rồi đó. Có khi khuấy lên sẽ ok hơn đó. Cứ ở đó mà ướp. Sao lại có thể cháy được chứ? Biết đâu nếu mình làm nguội. Đưa cho tớ. Chờ chút nhé. Mình sẽ bỏ mấy chai này vào ngăn đá. Chắc được rồi đó. Đi nào. Tớ vẫn thấy nóng nhá. Chúc may mắn. Ủa là báo động sao? Sẽ ra sao nếu tụi mình hết thời gian? Cứ liều đi. Tớ sợ lắm. Cây, cây, cứu. Nhắm mắt vào nhé. Ngạc nhiên chưa? Bánh gato tớ thích lắm. Chúc mừng sinh nhật lần thứ 10 nha. Nhắm mắt vào ước đi. Được rồi, thổi nến đi nào. Chơi khăm nè. Thưởng thức bánh đi nha. Ôi trời ơi, cậu là đồ mặt bánh. Chả hay đúng không? Và mặt bánh cũng ngon nữa. Chúc mừng sinh nhật thứ 16 nha Kate. Selfie sinh nhật bạn thân cái nào. Tiếp tiếp nào. Giờ thử nến đi Kate. Trả thù nhá. Mặt bánh quay lại rồi. Không, cậu không dám đâu. Lần này tới cậu. Trốn đi này. Úi trời, xin lỗi Jake. Hạ, mặt bánh đôi luôn. Chuồn thôi. Này, selfie mặt bánh sinh nhật nào. Làm như tớ muốn cho mọi người thấy cái này làm ý. Chúc mừng sinh nhật thứ 101 nha Kate. Quả của cậu đây. Thổi nến đi. Ồ, không cần đâu mà. Để tớ ước nhé. Cậu tưởng tớ lại bị lừa cái trò xưa như trò đất đấy sao? Nhìn kìa, cháu cậu ở ngoài đó sao? Tommy à? Làm gì có ai ngoài đó đâu. Mặt bánh. Nhớ cậu làm sao? Tớ phán đây. Tớ sẽ tóm được cậu Ava. Nhưng cái lưng này. Quên đồ hôm đó đi. Ít ra mình vẫn còn bánh. Sao ngần ấy nào mà chẳng nghĩ ra nổi trò mới nào. Mình thích Oreo quá đi. Nhất là phần xoay bánh. Nếm kem đó bà con. Người thông minh sẽ ăn phần kem ngọt ngọt trước á. Giờ thì vứt bánh lại bát. Tại mình chỉ thích lớp kem thôi. Làm tí Oreo nào. Ủa, cái gì vậy trời? Chả còn tí kem nào trong bánh cả. Cậu nghĩ sao vậy Thomas?
Tội nghiệp quá đi, chậm chân thì mất phần thôi. Trời đất ơi, cậu đúng là... Cũng may mà mình còn món marshmallow dẻo dẻo này. Ý, tự dưng mình nghĩ ra trò này hay lắm nè. Ê ngáo, nhìn tớ sử dụng sức mạnh của trí não đây này. Não của tớ mạnh mẽ đến nỗi có thể làm phần kem trong bánh nở ra đó. Trời ơi, cậu làm sao mà hay vậy gái? Tớ đã nói rồi mà, cậu phải sử dụng sức mạnh của trí óc mới được. Ủa, thật luôn hả? Thôi thì cứ làm thử, xem có hiệu nghiệm không. Mập lên đi kem, mập lên để ta còn thưởng thức nào. Có được đâu bà. Trời đất ơi, cậu quên đặt tay lên thái dương giống tớ mất rồi. Ờ, đúng rồi nhở, để tớ thử lại lần nữa. Cố lên bánh quy, mi làm được mà, hãy lắng nghe sức mạnh tâm linh của ta đi. Ồ, tớ làm vỡ bánh luôn rồi. Tay chân lóng ngóng thế không biết. Đây, nhìn phát đi. Là marshmallow thôi mà cũng tin lấy tin để. Trời, đúng là cái đồ khôn lỏi. Đi chỗ khác chơi đi. Mình đói quá, mình có thể ăn hết một con bò luôn ý. Nhưng ăn tạm món ngũ cốc này đã. Không phải chứ. Một cái hộp không to đùng. Chà, xem thử nào. Giỡn mặt sao. Mình biết rồi. Oh. À. Chắc mình phải ra tiệm tạp hóa thôi. Không có gì, trống rỗng luôn. Đây rồi. Hai miếng cứ giả cũ luôn. Ăn thôi. Ôi, cái này để bao lâu rồi nhỉ? Mình không muốn bị nở răng đâu. Cứng như đá vậy trời. Ôi, hôm nay mình có thể dùng nó làm gì khác nhỉ? Thôi nào, gãy ra đi nào. Sao cũng được. Tất cả những gì mình quan tâm là miếng bánh ngon lành anh. Cậu ấy làm gì vậy cả? Nhìn xem chuyện gì đang xảy ra kìa. Cậu không sao chứ Adam? Ôi, chỉ là cái này không chịu gãy ra thôi. À. Gì vậy? Mình có ý này hay tuyệt. Nước của mình á. Đầu tiên mình phải bỏ miếng bánh cũ này đi. Mình ghét gà tây. Nếu mình bỏ miếng bánh vào lò vi sóng cùng với một ly nước, miếng pizza cứng như đá sẽ mềm ra. Chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng phép thuật làm mềm. Và nó cực kỳ hiệu quả luôn. Nhìn xem nó mềm chưa này. Cuối cùng là ăn thử nhá. Sao? Cậu muốn ăn à? Cậu vứt miếng sandwich của tớ rồi còn gì? Ngon đấy. Như vừa mới lấy ra từ hộp nhỉ. Tuyệt thật. Ra khỏi nước đi mà. Chúng ta có gì ở đây nào? Thử xem cô ấy sẽ ăn món sơ bọ này không nhé. Chúc ngon miệng. Lời. Đây rồi. À, chắc bơ không luôn. Ôi giời, như thế thì quá dễ. Cậu muốn tớ bị đau tim à? Kết thêm bạn mới. Không bỏ qua cho cậu đâu. Mình biết rồi. Cậu nghĩ đó là món ghê rồi. Chờ đấy. Đổ sữa vào ly như thế này. Rồi bỏ thêm gelatin và ít màu thực phẩm. Khuấy đều lên. Sau đó bỏ vào lò vi sóng trong vài phút. Lấy một ít ống hút và bỏ vào một cái ly cao. Rồi đổ hỗn hợp lên trên. Khi nó nguội, nặn hỗn hợp bên trong ra. Nhìn giống con sâu đúng không? Xem con màu xanh lá này này. Bạn sẽ có một tô đầy liền. Tớ ngồi đây được không vậy?
ngon quá. Chloe, cậu lấy quả táo đó ở đâu vậy? Trong tủ lạnh, sao vậy? Ngạc nhiên không? Tớ có thể nạp thêm ít protein nữa. Tớ không tin là cậu ăn được đấy. Không phải cậu thích sâu sao? Mấy thứ này ở đâu ra vậy chứ? Nhìn giống thật quá. Kẹo dẻo à? Không tệ chút nào. Ăn bao nhiêu tùy thích đi Adam. Tớ sẽ vượt qua số điểm cao nhất của cậu. Không gì tuyệt bằng ăn mì và xem phim chiếu lại cả. Này Adam, nước ngọt mát lạnh của cậu đây. Buổi tối thứ sáu vui vẻ. Mở giúp tớ với. Chuyện này chưa bao giờ xảy ra cả. Mình sẽ cho cối lon của mình. Kỳ cục vậy. Ôi trời, cậu không làm được gì đúng cả. Xui thôi mà. Đũa của tớ thì sao? Nếu cái khoèn bị gãy, hãy dùng cây đũa để mở lon. Hiểu ý tớ chứ? Cậu thông minh hơn tớ nên nghĩ đấy. Lon này nữa. Gần được rồi. Boom. Hào hứng ghê. Cạn ly vì suy nghĩ đột phá này. Mình thích khúc này. Nhớ phải thật chú ý đấy. Sẵn sàng chưa? Dao cắt. Vâng thưa bác sĩ. Giờ thì nhìn vào hòm hỏi nha. Mọi chuyện đang trở nên căng thẳng đây. Và lộn xộn nữa. Có ổn không bác sĩ? Cảm ơn y tá. Tôi nghĩ chúng ta đã xong việc rồi. Hy vọng cô đã cảm thấy đói sau khi làm xong. Chắc chắn là vậy rồi. Nhìn mấy thứ này tươi ngon chứ nè. Và ống tiêm đi nhé. Cô không nghĩ là tôi sẽ ăn hết đấy chứ? Được rồi. Cái này cho cô. Cạn xin lanh nhé. Nhìn thứ nước ép ngon tuyệt này nè. Ngọt quá. Sảng khoái quá trời. Đây là cách duy nhất để ăn liệu đây chứ đùa. Ở đây có mùi gì đó kỳ kỳ. Sophia đang xào rau sao? Sao? Cái đó là... Cái này á? Để bảo vệ tay tớ khỏi bị dầu bắn. Có lần khi tớ đang đổ dầu vào chảo và khi dầu nóng lên, nó có hơi phấn khích thái quá. Ôi, ta đã làm gì với mày chứ? Ở đây cứ như là bãi chiến trường vậy. Mình chịu đủ rồi đấy. Cái chai này nhìn khá chắc chắn đây. Đổ hết nước ra và gắn dụng cụ làm bếp vào. Sau khi cắt phần đáy chai ra thì luồn tay vào đó. Thông minh ghê. Buổi tập này thật kinh khủng. Giờ đã đến lúc nạp lại năng lượng. Hy vọng chừng này là đủ. Ồ, dễ thương quá. Một cái trứng tới đây. Chiên thôi nào. Chuyện gì xảy ra đây vậy? À, nước đi này hơi bị bất ngờ. Mình đúng là xui tận mạng. Giờ mình sẽ ăn gì đây? Sophia đang sấy tóc. Cho tớ mượn nha. Cảm ơn cậu. Tóc cậu ấy mà cũng ướt sao? Được rồi, nhiệt đến đây. Hào hứng ghê. Quả trứng đang thay đổi thế không? Được rồi đấy. Tiêu, cậu không phiền chứ? Tớ phải gắn ổ khóa ở phòng tắm mới được. Ít nhất thì mình đã có bữa sáng. Yay! Miếng đầu tiên luôn là ngon nhất. Làm bài chán quá, trượt mất tiêu. Bụng dạ mình cồn cao lên cả rồi. Ăn vặt chút chắc không ai thấy đâu. Đồ thừa cũng có ích chứ.
Em thưa cô, em đã xong rồi à? Được cô. Nhưng tay cô đang dính đầy mỡ ạ. Bao công sức của tôi. Trời. Nào bỏ ra đi Brian. Thôi xong. Bẩn thế này. Thôi cũng đành. Quay lại chấm điểm nào. Ôi mị vẫn đói quá. 2 tiếng nữa mới đến giờ ăn trưa. Chờ đã. Kẹp của mình. Hóa ra lại có ích vào lúc này. Lại đây nào bé con. Giờ mình không lo bị mỡ ra tay nữa. Tạm biệt cơn đói. Miếng đầu lúc nào cũng ngon nhất. Và mình vẫn chấm điểm được. Học hình học khiến mình đói nhanh. Xin chào kẹo ngọt. Hả? Cho xin miếng nữa bạn Hiếu ơi. Cho tớ nữa. Thật hả? Vì đó là Skittles. Làm sao có thể không chia cho các bạn chứ. Mình còn chẳng được miếng nào. May là còn phương án dự trữ. Lại nữa hả? Lấy đi các bạn. Tay có sạch không đấy? Tôi toàn bạn tham ăn thế này. May mà cái này không uống chung được. Này, mọi người đi đâu vậy? Coca của mình đâu rồi? Điên cả người. Nhưng mọi người đi là mình ăn được rồi. Oh yeah. Ow. Đừng nói là các cậu muốn cả chuối của tớ nhé. Sao không tự mang mà ăn? Dây chuột này thì sao nhỉ? Xem mà học nhé. Thấy không? Luồn vào 1/3 cả chuối. Rồi kéo dây chuột thế này. Xuống dưới một lần nữa. Kéo dây ra. Và khi bạn bóc chuối, vết đó sẽ cho bạn biết chỗ cắt. Đừng lấy quá phần của mình nhé. Mai ai mang đồ ăn vặt nào? Wow, ngủ ngon quá. Không, điện thoại của tôi. Ôi, rơi mạnh quá. Ai ăn sáng không? Thôi nào, mở ra đi. Biết ngay mà. Hy vọng vận đen của Brian đã bị bỏ lại ở nhà. Không, nó vẫn đeo bám cậu ấy. Đèn thế chứ. Này, hai cậu. Uống Coca cho đỡ bực. Cẩn thận với cái ống hút nhé. Không, lại nữa. Sao ngón tay mình ngắn thế này? Thôi mà. Chờ đã, mình cần cái này. Tin tớ đi. Quấn dây quanh cổ trai. Đan vào nhau. Rồi kéo qua thế này. Bạn đã có giá giữ ống hút rồi. Kiểm chứng nào. À, uống không? Ok. Thấy chưa, ống không di chuyển nữa. Và gửi nè. Có mỗi trả lời email thôi cũng khiến mình đói meo dâu. Hạt này to quá nè. Cắn cho vui miệng một chút rồi ăn cơm sao vậy? Tách ra đi nào. Ôi móng tay của mình. Mới làm hôm qua luôn đó. Ghét quá đi. Nhưng mình vẫn thèm ăn món mặn mặn ngon ngon này quá. Thôi đi, không đáng đâu. Dùng răng chắc ổn nhờ. Hoặc là không. Thôi rồi ba má ơi. Cắn hạt thôi mà cũng rụng luôn cả răng thế này đây. Chẳng còn cách nào khác nữa rồi. Bình tĩnh đã, Emma.
À, siêu nhân tách hạt kìa bà con. Nghe nói cô gặp rắc rối. Nào, đưa đây cho tôi. Chúng ta lại gặp nhau rồi, hạt rẻ cười ạ. Úm bà la rẻ cười mở ra. Ngon lành, nhìn nè. Cô có thể dùng một bên vỏ để mở hạt ra. Hiểu chưa nào? Anh còn không bị gãy móng sao? Đơn giản thật đấy. Và ngon tuyệt nữa chứ. Cảm ơn anh. Chúc ngon miệng nhé. Và thế là cuộc đời mình thay đổi mãi mãi rồi. Gà nướng sẵn sàng rồi cả nhà ơi. Phew, tiệc hôm nay thịnh soạn quá trời đất luôn. Cà chua bi nè. Mình quên trộn vào salad mất tiêu rồi. Thôi được, cắt cho xong nào. Cắt, cắt, cắt. Bắt đầu thôi. Thomas về rồi đấy à? Mẹ mua bim bim cho mình này bà con. Từ từ đã nào quý ông. Cắt xong cà chua cho mẹ rồi mới ăn nhá. Mẹ ở ngay ngoài phòng khách này. Chán thật chứ. Sao nhiều quá vậy trời. Cắt đến Tết chắc cũng chưa xong. Bà cái trò này thì có gì khó nhở. Thái nhanh một đường ở giữa. Tiếp tục nào. Thật đó hả? Mới cắt được ngần kia sao? Còn bao nhiêu nữa vậy trời ơi? Cắt thế này đến đời nào mới xong đây? Cái nắp kia chắc ổn áp đấy. Vừa cứng và phẳng nữa. Để thử một phát xem nào. 7 quả cà chua và một cái nắp đậy. Cắt nhanh một đường nè. Chỉ cần các bạn giữ cho chắc là có thể cắt một phát hết luôn. Đó, đều đặn dễ sợ chưa? Tiết kiệm được ối thời gian luôn. Chỉ nhờ vào chiếc nắp đơn giản này đấy. Đổ vào bát luôn nè. Ba cái trò cắt thái không thể khiến mình sợ nữa rồi. Mà thật ra lại rất vui đấy nha. Xong hết rồi. Mẹ ơi, con xong rồi ạ. Gì đấy con yêu? Chương trình này hài dã man. Mình bị lừa mất rồi. Wow, xem phim hành động làm mình đói quá đi. Dầu tây đó, mọng ngọt lịm này bà con. Ăn kèm với sô-cô-la là hết sảy bà bảy. Măm măm thôi nào. Vẫn đói quá đi. Quá trời sô-cô-la này. Ăn bao nhiêu vẫn không thấy đủ ấy. Ngon muốn khóc luôn. Úi giời, mình phải lau sạch cái remote đã. Thôi, kệ xử luôn, tại ngon quá mà. Hả? Mình đã ăn hết sạch dâu rồi sao? Cứ đang ăn ngon lại hết, ghét thật. Chà, có chương trình gì hay không nhở? Lại quảng cáo nữa sao? Khiếp! Cái đống gì thế này? Chắc chắn là do Emma rồi. Cả giấy ăn cũng bẩn kinh luôn. Giờ mình bẩn hơn cả lúc nãy nữa. Khoan đã. Đúng rồi, lẽ ra mình phải đoán được chứ. Không biết phải lau cái gì trước đây trời. Hello Thomas, ăn dâu tây không nè? Emma, dừng lại đi. Làm ơn đấy. Cậu có thể ăn sạch sẽ hơn cơ mà. Đâm ống hút qua quả dâu này. Cứ đẩy cho đến khi cuống rụng ra. Cậu có một cái lỗ rồi, thấy chưa? Và phần hay nhất nè. Hút sô-cô-la vào ống bơm. Một lượng vừa đủ thôi nhá. Giờ thì bơm vào dâu nhá bà con. Bơm đầy luôn. Không hề dây bẩn tí nào. Vừa nhanh, vừa dễ làm nữa. Mom,
sô-cô-la thế này là vừa đủ luôn đấy, khỏi cần cảm ơn gì đâu gái. Ui à, dưới này thật tối và ấm mát. Sẽ hiệu quả lắm cho coi. Đã đến lúc cuộn lên rồi. Thật gọn gàng để nhét vừa túi. Không thể quên nồi được. Hoặc món này, marshmallow. Que xiên nữa. Cả phích nước nữa đó. Máy nướng sẽ cho mình bữa sáng tuyệt hảo. Ôi, có vẻ Jennifer sắp đi cắm trại. Cậu ấy luôn mang theo mọi thứ. Được rồi, mọi thứ đã được đóng gói xong xuôi. Đi thôi. Ôi nặng thế. Chuyến này sẽ tuyệt lắm đây. Jennifer, đồ của cậu rơi hết ra kia kìa. Cậu ấy làm rơi cái gì vậy nè? Mang mấy cái thứ này đi cắm trại chi không biết. Chờ đã, tớ có ý này. Tớ sẽ lấy xiên gỗ và một viên marshmallow. Xiên marshmallow vào xiên. Thực ra tớ có thể xiên nhiều hơn một viên. Nhớ là phải chừa một khoảng nhỏ giữa chúng nhé. Xong rồi nè, 3 chiếc marshmallow lên đường. Máy nướng đã được cắm vào và sẵn sàng. Marshmallow sẽ ở trên máy nướng và được nướng vàng. Cứ quay xiên như thế để marshmallow không cháy nhé. Và chín rồi. Marshmallow nướng trong ngôi nhà ấm cúng của chúng ta. Thêm bánh quy giòn và sô-cô-la nữa. Giờ kéo marshmallow ra khỏi xiên. Xin chào s'more thơm ngon. Dai ngon chưa này. Và còn 2 cái nữa. Một chút sữa vào bát. Rồi đến ngũ cốc. Ngon tuyệt cố mèo luôn đó. Thêm một chút. Và rừng. Một lượng hoàn hảo. Phải trộn thật đều nhé. Ôi không, nhiều bột ngũ cốc quá rồi. Ngũ cốc của mình biến thành cháo luôn. Trông kinh thế. Mừng là tớ không giống như cậu. Mình là Annie với món snack hoa quả hoàn hảo. Ê, có ý này hay lắm nè. Tớ sẽ cần cái dây này để hoa quả và bát còn dây và bồn. Giờ, hãy đổ chút ngũ cốc vào dây và lắc 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 ngũ cốc bên trong dây. Cái này sẽ dây hết bột ra. Nhìn nhiều chưa này. Và thì chỉ còn phần ngũ cốc ngon thôi. Jennifer, sao cậu cần dây để làm ngũ cốc chứ? Tất nhiên là để có ngũ cốc ngon hơn rồi. Thêm lượng sữa dừa vừa đủ vào. Chà, cho xin miếng ngũ cốc được không? Cậu muốn thử sao? Tất nhiên. Của cậu đây, ngũ cốc cháo. Nhão quá. Thôi, lại ăn hoa quả vậy. Dã ngoại nào, chỗ này có vẻ ổn nhất đấy. Dã ngoại với bạn thân thì còn gì bằng nữa nhỉ? Căng chân ra nào. Thật dễ chịu và mềm mại. Cái chân dã ngoại tuyệt vời quá. Xem tớ mang gì nè. Soda cam. Và tất nhiên, cốc để tụi mình uống. Một cốc cho cậu, một cốc cho tớ. Giờ đủ ra nào, tớ khát quá rồi. Hoàn hảo, đủ cho cả hai. Nãy giờ ổn thỏa thật. Chuẩn. Vì nhìn tớ mang gì này. Bơ lạc và bánh mì. Một lát cho cậu. Tuyệt. Đưa tớ con dao để phết bơ lạc. Tất nhiên. Ở trong cặp tớ này. Đâu đó. Đâu rồi nhỉ? Ôi không. Annie, cậu luôn quên thứ quan trọng nọ. Để phết đó Annie. Mình cần cái gì đó để phết bơ. Trời đã, tiếng gì vậy? Tớ nghe thấy tiếng sột soạt dưới nắp. Phải khám phá chân tướng của thứ tiếng bí ẩn này nào. Tớ sẽ bẩy phần này của nắp ra. Rồi lột giấy bạc. Chờ chút. Có gì trong nắp vậy? Một con dao nhỏ bằng nhựa. Mình có thể dùng để mở bơ lạc. Trông tớ cắt giấy bạc dễ chưa này. Và không chỉ vậy, bơ lạc mở ra rồi. Ta có thể dùng dao để phết nó lên bánh mì. Nhìn miếng bánh mì đầy sô-cô-la hạt dẻ ngon lành này xem. Chiếc dao nhỏ này thật hiệu quả ghê. Hoàn hảo, tớ chẳng hề biết có con dao nhỏ trong nắp. May cho tụi mình thật. Chuyến dã ngoại đã được cứu rồi. Có ai đó đặt bánh cupcake hả? Mình nên thử một cái để chắc chắn rằng nó không có độc hay vấn đề gì. Mình có thể nhét cả cái vào miệng không nhỉ?
Vicky, đừng quên phải thở nữa đấy nhé. Đừng đụng vào Vicky khi cô ấy đang ăn bánh cupcake nha cả nhà. Ngon quá đi. Bà vị thì ngọt vừa luôn. Có gì mà buồn cười vậy? Trên mặt tớ có gì hả? À, xin chào kém phủ. Cảm ơn vì đã nhắc tớ nha. Tại sao ăn bánh cupcake lại hay bị nhem nhuốc nhỉ? Tớ vừa nghĩ ra giải pháp đây rồi. Với một động tác nhanh gọn, bạn có thể cho mình một chiếc bánh kẹp cupcake. Bây giờ kem phủ đã được giữ cẩn thận trong bánh và nó vẫn có vị như thiên đường vậy. Mẹo thần sầu đấy Bella. Xoay bánh nhẹ một xíu và umbala, đã đến lúc ăn bánh kẹp rồi. Chu choa, ngon tuyệt. Cụm bánh nào. Nói chuyện với cậu sau nha. Nước ép này ngon thật á. Chào Vicky. Tớ chưa bao giờ khát như thế này luôn. Cho tớ xin một ít nước quả với. Hình như tớ lại vừa uống sạch mất rồi. Xin lỗi Vicky, nhưng không còn giọt nào nữa rồi. Nhưng tớ khát khô cả cổ rồi. Tớ không biết phải nói gì nữa. Ăn táo không? Chờ chút Vicky, tớ sẽ cứu cậu pha này. Chỉ cần cho tớ một chút thời gian thôi. Đầu tiên, đặt một vài quả táo vào tủ đông. Hả? Kiên nhẫn đi. Và giờ mình đợi đây, cậu cứ làm gì thì làm đi nha. Cô ấy sẽ cảm ơn mình sau. Và bây giờ, mình lại chờ đợi. Âm nhạc lúc nào cũng giúp chờ đợi bất nhàm chán. Tạm biệt ngày táo nha. Đến lúc rồi đây. Táo ơi, trong đó sao rồi? Tuyệt, giờ nó đông lại rồi, được chứ? Sau khi nó giã đông, bạn sẽ thấy táo mềm hơn một chút. Điều đó có nghĩa là đến lúc ép nước rồi. Và chỉ với đôi tay của bạn thôi đó. Nhìn đám nước ép ngon lành đó kìa. Không có gì ngon bằng nước táo tươi, phải không? Vicky sẽ thích thứ này cho mà xem. Mình siêu thật á. Ôi trời ơi Bella, trông ngon quá đi mất. Tớ yêu nước ép tươi. Chưa bao giờ uống gì sảng khoái như thế đấy. Ta sẽ không bao giờ mua nước ép ngoài hàng nữa. Chà, đêm con gái hẳn là vui phải biết. Ai vậy ta? Gì cơ? Alex muốn đường ai này đi hả? Tớ đã làm gì sai? Tớ là bạn gái tuyệt vời nhất cơ mà. Anh ấy nhắn cho tớ thế này này. Không thể tin nổi luôn ấy. Tớ không đáng bị thế này. Cảm ơn trời, tớ có kem đây rồi. Còn thìa nữa. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Cậu ăn kem vào cho quên đi nhé. Làm một miếng đi. Ủa, món này đã bị đóng băng bao lâu rồi Bella? Trên đời tớ chả có gì tốt đẹp cả. Tớ sửa được cái này mà. Làm chảy kem. Mình biết cái gì xử lý được rồi. Một chút nước xem nào. Au, nóng thật đó. Chính xác là điều chúng ta muốn. Chỉ cần ngâm kem trong nước nóng là sẽ hiệu quả. Vicky sẽ đỡ buồn sớm thôi. Tuyệt lắm. Kem ngon tới đây. Kem ngon số rách đây. Của cậu nè Vic. Cậu cứ ăn thoải mái đi được chứ. Ôi thứ này béo ngậy thật đó. Đây, cậu ăn chung với tôi đi. Món kem này sẽ làm cậu thấy vui lên sớm thôi.